Thưa quý vị, số người bị thiệt mạng trong vụ tấn công khủng bố tại Kabul nay đã gia tăng lên mức 55 người. Lực lượng an ninh Afghanistan hiện đang phải đối mặt với nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm tung tích của các thủ phạm tấn công khủng bố, vốn được cho là kẻ chủ mưu đứng sau một vụ đánh bom tự sát cướp đi sinh mạng của ít nhất là 55 người tại thủ đô Kabul. Phe nổi dậy Taliban đã ngay lập tức bác bỏ trách nhiệm tiến hành vụ tấn công này. Vụ việc xảy ra vào ngày thứ Ba 20 tháng 11, khi các nạn nhân hầu hết đều là người Hồi giáo, được Ủy ban Tôn giáo Quốc gia mời tới dự thánh lễ mừng sinh nhật của nhà tiên tri Muhammad mà nhiều người sùng kính của đạo Hồi. Nhiều mảnh thi thể và bản sao của kinh Quran đã được nhìn thấy nằm vương vãi trên mặt đất, bên cạnh những chiếc xe hơi bị thiêu cháy tới không thể nhận ra.